Xin chào các bạn, đây là bộ điều khiển RF hai thiết bị công suất cao, tích hợp nhấn 12V đến 48V. Bộ điều khiển là một modem gồm hai relay công suất cao 30A, cho ra hai tiếp điểm. Ở đây thì với modem này thì chúng ta có thể điều khiển relay bằng nút nhấn hoặc là điều khiển từ xa bằng remote thông qua sóng RF với tần số là 35MHz. Ở đây thì mình sẽ có nhiều chế độ khác nhau. Và với tiếp điểm relay thì chúng ta có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau như là tắt mở thiết bị hoặc là đảo chiều động cơ, vân vân. Ở đây thì mạch của chúng ta sẽ hoạt động với điện áp là từ 12 đến 48V DC nha. Chúng ta sẽ cấp nguồn thông qua hai cổng N và L ở trên mạch có ký hiệu cộng và trừ, các bạn cần lưu ý khi lắp đặt nha. Các ngõ ra tiếp điểm COM, NO và NC. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai tiếp điểm. Cái bên cách chân kết nối sẽ là một nút nhấn để chúng ta có thể ghép nối với remote. Như ở đây thì mình đang có một remote 3 nút với tần số là 35MHz. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ cấp nguồn 12V DC cho mạch hoạt động. Ở đây để kết nối thì chúng ta sẽ nhấn nút ở trên modem. Sau đó nhấn giữ phím bất kỳ trên remote để học lệnh. Khi điện chớp liên tục thì chứng tỏ đã học lệnh thành công. Đó là thao tác học lệnh. Ở đây với bộ điều khiển này thì sẽ cho phép chúng ta học tối đa là 16 remote khác nhau. Và các remote có thể điều khiển độc lập với bộ điều khiển nhé. Phía đối diện sẽ là các nút nhấn. Với các nút nhấn này thì sẽ hoạt động với một chế độ duy nhất, đó chính là chế độ chuyển tiếp nha. Khi chúng ta nhấn phím lên thì ngõ ra thứ nhất sẽ on. Khi nhấn phím xuống, ngõ ra thứ hai sẽ on và ngõ ra thứ nhất sẽ off. Và khi chúng ta nhấn nút vào chính giữa là nút stop thì cả hai relay sẽ đều ngắt nha các bạn. Kế bên sẽ là một công tắc để chúng ta chọn chế độ. Ở đây thì mạch của chúng ta sẽ có 4 chế độ khác nhau được sử dụng cho remote. Để chuyển chế độ thì chúng ta sẽ kẹt cái công tắc thay đổi vị trí. Phía chính giữa sẽ là một còi báo mỗi khi có tín hiệu. Bên cạnh mỗi ô thì sẽ có 3 điểm hàng. Các điểm hàng này thì sẽ cho phép chúng ta gắn các nút để điều khiển một trong hai relay. Ví dụ như nút đầu tiên trên remote sẽ tương đương với hàng D0. Và tại hàng D0, nếu mà mình hàng điểm 1 và điểm 2 lại với nhau thì nút nhấn này sẽ có thể bật tắt relay số 2. Ngược lại, khi mình hàng 2 điểm 2 và 3 thì nó sẽ bật tắt relay số 1. Ở nút số 2 sẽ tương đương với hàng D1 và nút này thì mình sẽ sử dụng là nút stop, nên là tại vị trí các điểm hàng tại D1 thì mình sẽ không hàng gì hết nha. Nút số 3 sẽ tương đương với hàng D2. Lúc này nếu dò thì chúng ta sẽ chỉ có thể sử dụng điều khiển relay số 1 được thôi, vì relay số 2 chúng ta đã gắn nó với nút thứ nhất rồi nha. Và vì chúng ta chỉ có 3 nút nên tại chân D3 chúng ta sẽ bỏ trống. Như bây giờ để test thì mình sẽ hàng tại vị trí 2 và 3 tại chân D0 và 1 và 2 tại vị trí chân D2 nhé. Ở đây khi sử dụng remote thì mạch của chúng ta sẽ có thể hoạt động với 4 chế độ khác nhau. Tại vị trí công tắc, nếu chúng ta gạt xuống và hết 1 và 2 thì mạch của chúng ta sẽ hoạt động ở chế độ nhấn nhẹ. Khi chúng ta nhấn phím số 1 thì relay sẽ đóng và nhả ra thì relay sẽ ngắt. Tương tự với phím số 2, chúng ta nhấn thì relay số 2 sẽ đóng và nhả ra thì sẽ ngắt. Ở chế độ này thì chúng ta sẽ không thể sử dụng phím stop nha các bạn. Tiếp theo chế độ số 2. Theo chế độ này thì chúng ta sẽ gạt công tắc về 1. Công tắc số 2 chúng ta sẽ gạt lên on. Chế độ này sẽ là chế độ on off một nút. Khi chúng ta nhấn phím thứ nhất thì relay số 1 sẽ on. Nhấn một lần nữa thì relay sẽ off. Ngược lại với phím số 2. Khi nhấn một lần thì relay sẽ on và nhấn lần nữa thì relay sẽ off. Và chế độ này chúng ta cũng sẽ không thể sử dụng nút stop nhé. Tiếp theo, chế độ thứ 3 thì chúng ta sẽ gạt công tắc 1 lên on và gạt công tắc thứ 2 xuống. Ở chế độ này thì relay sẽ hoạt động theo kiểu chuyển tiếp nha. Khi chúng ta nhấn nút lên thì relay số 1 sẽ on. Nhấn phím số 2 thì relay số 2 sẽ on và relay số 1 sẽ tắt. Và để ngắt cả hai relay thì chúng ta sẽ nhấn phím stop. Chế độ thứ 4 khi chúng ta gạt hai công tắc lên on. Thì ở remote, khi chúng ta nhấn phím thứ nhất thì relay số 1 sẽ on và nhả ra sẽ off. Đối với phím xuống thì khi chúng ta nhấn một lần thì relay sẽ on và nhấn thêm một lần nữa thì relay sẽ off. Và chế độ này chúng ta cũng sẽ không thể sử dụng nút stop nhé. Và đó chính là 4 chế độ hoạt động của bộ điều khiển. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng bộ điều khiển này cho nhiều ứng dụng khác nhau như là tắt mở đèn LED, đảo chiều động cơ, vân vân. Như ở đây thì mình sẽ sử dụng để điều khiển hai thanh đèn LED 12V. Đối với các thiết bị 220V thì các bạn có thể tham khảo qua sơ đồ này.
đó chính là video giới thiệu về bộ điều khiển RF 2 thiết bị công suất cao tích hợp rung nhấn 12-48V. Và nếu các bạn mua sản phẩm thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giới thiệu của sản phẩm. Bây giờ xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.